Chỉnh ra cũng gì mà chỉnh vô cũng không có phê luôn phải không? Thứ gì không? Thì đây là quên xăng nè các bạn, chỉnh ra không có phê nè ha, chỉnh vô không có phê nè, các bạn gã thấy mình thấy không? Nó dơ cái đường gió nè, thấy ốc mà nổi này nè, nhờ nè, đó nó dơ ghê gớm luôn, nó cái bình xăng này nè, nó bị lỏng trái ga luôn các bạn thấy cái màu này nè, nó hiện tại thấy không? Nên nó bị lỏng cái trái ga này nè, nó lỏng rất là nhiều luôn, mà cái xe này bị dính trái ga luôn nè. Đó thì mình xử lý là mình canh là nói chung là nó đỡ thôi nghe, nó không phải ấy được, tại cái bình xăng này thấy nó quá trời lâu luôn nè, tại nó lâu quá trời thì trái ga nó trắng gì luôn nè, nó bị mòn trái ga rồi. Thì các bạn cái bình xăng này nguyên nhân nó chỉnh ống gió không có phê thì các bạn thấy không, các bạn tháo cái nè, nó nghẹt cỡ này nè, nó nghẹt cỡ này thì gió làm sao mà điều chỉnh được, các bạn chỉnh không có phê luôn ha. Đó nè các bạn thấy bây giờ ốc mà nổi luôn nè. Đó, đặc biệt là chiếc xe này á nó bị dính thêm cái phần trái ga nữa các bạn nè, các bạn thấy trái ga nó không, trái ga nó dính nè, nó dính ghê không đó. Thì đối với những trường hợp này á thì các bạn muốn vệ sinh sạch sẽ thì các bạn cần phải có bộ vệ sinh ha. Thì đây là các bạn bộ vệ sinh nè, các bạn vệ sinh bình thường thì không sạch được đó, các bạn phải dùng cái dung dịch để mà vệ sinh mấy cái đường khẽ này nè các bạn, nó thấy không, vệ sinh mấy cái này nè thì cái đường gió nó mới sạch được ha. Còn các bạn vệ sinh cơ hơi là không sạch này, các bạn thấy không, các bạn thấy mình chà hơi khơi không mà nó ra nè, nó ra tèn, nó ra đen đen nè các bạn thấy không đó. Thì cái bộ sinh vệ sinh này á là mình để dưới phần xem thêm mô tả đó, là có shop bán đó, các bạn nào muốn mua thì liên hệ với shop ha. Thì mình nói với mấy thánh luôn, sẵn đây gỡ tới mấy thánh đặt hàng bên shop đó, thì mấy thánh có đặt hàng á thì đặt á, có lấy hàng thì đặt, còn nếu không thì thôi, chứ mấy thánh đừng có vui vui miệng mà đặt hàng ra xong rồi đó chuyên gia bơm hàng ra không à. Đó, shop người ta bán một cái sản phẩm gì là bao nhiêu, mấy thánh bơm hàng ra thì trả lại tiền ship shop người ta trả chứ ai trả. Đó, mấy thánh đừng có bữa nào mà sung sung hay là hứng lên đó thì đặt. Đó, cảm thấy mình xài mình có nhu cầu thì mình đặt ha. Đó, gỡ tới mấy thánh gì đó. Đó thì cái dung dịch này nè, các bạn xịt vô đây nè, các bạn vệ sinh thì nó sạch, kẻ nó sạch cực kỳ sạch luôn ha. Đó, các bạn thấy nó ra ghê không? Đó. Tăng chế độ là cao nhất là được 35%, còn cái chế độ cao là được có 30%, thì cái này thực sự là nó, các bạn thấy mình xịt nó ra ghê không, như mấy cái này nè các bạn không thể nào mà rửa tầm thường mà nó ra được, các bạn không có cái bộ vệ sinh này là các bạn không thể nào rửa sạch sẽ được ha. Đó, mấy thánh làm ơn đặt thì suy nghĩ nha, mình cảm thấy mình nhận hàng được gì đó thì đặt shop ta, còn không đặt hàng được thì thôi. Đó, xong rồi đặt xong rồi bơm hàng là sao, mình cũng là con ngừ với cái gì mà làm ăn ngộ gì. Đặt hàng thì điện muốn cháy máy vậy đó, hồi giao hàng thì không nhận. Rồi cái này thì ghi trái ga này nè các bạn, trái ga này nè, nó bị như vậy nè, nó bị như vậy thì nó lỏng như trên chỗ này nè, bạn ở đây lỏng nhiều thì cái lượng gió đi ra các bạn điều chỉnh nó không đạt bao nhiêu ha. Tuy nhiên thì những cái này nè mình khắc phục, mình làm hết những chi tiết đó thì vẫn xài được nha các bạn. Nó thì trái ga nó bị dính, thì sau đây thì mình sẽ xử lý trái ga bị dính. Những quy chéo mà xử trái ga bị lính dính thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, cho nên mình không có chia sẻ nữa ha. Thì mình tiến hành mình xử trái ga. Các bạn thấy không, cách xử lý trái ga của mình đó, sau khi mà xử lý xong thì trái ga này vẫn bóng, và cái lòng của cái bình xăng con này các bạn thấy nó bóng không, nó không có sọc một miếng gì trơn nha. Nó có nhiều các bạn không biết cái dùng đó mài cắt trái ga hoặc mài trái ga của người ta thì nó hư cái trơn, các bạn hư trái ga chẳng không có guarantee ha, xe mất guarantee luôn đó. Ngay cả chiếc xe mà nó đã bị dính trái ga là tức là cái trái xe của mình nó không còn đều nữa các bạn đó, và những trái ga mà nó sọc gì nè, nó bị sọc gì nè thì cái nó không còn đều nữa mà các bạn.
Thì các bạn cái bình xăng này hồi nãy này chỉnh không có ốc phê luôn, thấy không? Mà bây giờ này các bạn thấy bây giờ mình chỉnh có ốc phê cho bạn xem nè. Đó, không có ốc phê phải không? Xả từ 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 nè. Đó, bạn thấy có ốc phê không? Đó, có ốc phê nè, thấy không? Đó. Rồi các bạn thấy nhảy ăn ti nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái bình xăng nó tại như vậy mà mình đã chỉnh là làm cho có phê và có găng ti nè. Rồi, mình là chẳng bạn Giang á. Video mình đây kết thúc. Bạn xem video mình thấy ok, nhớ cho mình like và kênh Hồng nha. Qua đây các bạn.